Chào mừng các bạn đến với chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng chào đón những thành viên của đội Tứ Diệp Thảo, các thành viên đến từ Bến Thành Tourist, cả đội thích được khám phá những nền văn hóa mới và các vùng đất mới, và những thành viên của đội Ông Tiến, đến từ trung tâm thông tin di động HT Mobile. Sở thích của cả nhóm là thể thao và điện ảnh. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là giọng nói quen thuộc, nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn đến với trò chơi chung kết của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Hôm nay để bắt đầu cuộc thi đấu giữa hai đội Tứ Diệp Thảo và đội Ông Tiến, xin mời quý vị và các bạn dành ít phút để chúng ta làm quen với từng đội. Chào Tứ Diệp Thảo. Chào Minh Tâm. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về đội của mình. Kính chào quý vị và khán giả, chúng tôi là đội Tứ Diệp Thảo đến từ công ty Bến Thành Tourist. Hôm nay đội chúng tôi rất vui mừng vì được tham gia chương trình Chung Sức. Vì sao đội chúng tôi lấy tên là Tứ Diệp Thảo? Tứ Diệp Thảo có nghĩa là cây bốn lá, mà hình tượng cây bốn lá được ví như sự may mắn. Đặt tên này đội chúng tôi hy vọng may mắn sẽ đến với đội chúng tôi từ đầu đến tận cuối chương trình. Và sau đây là từng thành viên trong đội. Tôi là Nguyễn Thế Mẫn, là đội trưởng của nhóm. Sở thích của tôi là được chơi đá banh và đi du lịch. Và đây là thành viên thứ hai. Tôi tên là Nguyễn Hoài Diễm My. Sở thích của tôi là đọc sách, ca hát và làm những gì mới mẻ, sáng tạo. Và sau đây tôi xin giới thiệu thành viên thứ ba của nhóm chúng tôi. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lê Thị Thú Vi. Tôi 21 tuổi, sở thích của tôi là du lịch, karaoke và shopping. Và đây là thành viên cuối cùng. Xin chào quý vị các bạn. Tôi tên Trần Hoàng Khang. Sở thích của tôi là đi du lịch. Kính mong quý vị khán giả ủng hộ cho hai đội chúng tôi, và đặc biệt là đội của tôi. Quý vị và khán giả, đến với chương trình hôm nay, đội chúng tôi không chỉ muốn sẽ có những giây phút sảng khoái sau những giờ làm việc căng thẳng, mà còn muốn giao lưu học hỏi thêm những điều mới, và đặc biệt là muốn trau dồi bản lĩnh của cả đội khi đứng trước đông người. Hy vọng khán giả sẽ cổ vũ cho cả hai đội chơi ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ đạt được những điều mong muốn của các bạn trong trò chơi hôm nay. Và chúc các bạn có thật nhiều điểm trong chương trình này. Mời quý vị và các bạn làm quen với đội Ông Tiến. Ông Tiến, trông các bạn rất là tiến. Mời các bạn giới thiệu. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi là đội Ông Tiến. Và xin được giới thiệu, tôi đội trưởng Trường Sơn, còn có biệt danh là Ông Chợ Gạo. Xin chào anh Tạ Minh Tâm, xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Ngọc Thanh, bí danh của tôi là Ông Nghịch Cợm. Và xin giới thiệu thành viên thứ ba trong đội của tôi. Xin chào anh Tạ Minh Tâm, tôi là Hoàng My, bí danh của tôi là Ông Xí Sọn. Và đây là thành viên cuối cùng, một con ông cuối cùng của đội tôi. Chào Tạ Minh Tâm, chào quý vị và khán giả. Tôi là Thanh Hiền, bí danh là Ông Khiêm Tốn. Các bạn thân mến, phương châm của đội chúng tôi là nếu thắng thì mang giải thưởng về, mà nếu không thắng thì quyết tâm mang anh Tặng với Tâm về. Yeah. Và bây giờ hai đội của các bạn sẵn sàng bước vào vòng 1 của trò chơi Chung Sức hôm nay nhé. Yeah. Đội trưởng sẵn sàng bắt đầu vòng 1. Vòng 1 có hai câu hỏi. Bây giờ hai bạn bắt tay nhau trước đi rồi nghe câu hỏi sau. Và đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khảo sát 100 người, có 8 đáp án đang trên bảng. Đó là 8 ý kiến của nhiều người mà số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Các bạn sẵn sàng giành lấy quyền ưu tiên kiểm soát bảng điểm cho đội mình sau khi tôi đọc xong câu hỏi. Ở các quận huyện trong thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa hoặc hoa màu. Mời bạn. Thưa anh, đó là đội, đó là quận Tân Phú. Quận Tân Phú. Mời bạn. Thế là huyện Hóc Môn. Huyện Hóc Môn. Mời các bạn trở về vị trí. Đội trưởng hay quá hả? Bây giờ bạn tiếp tục hay như thế coi. Ở quận huyện nào trong thành phố Hồ Chí Minh bạn có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa hoặc hoa màu? Em nghĩ là huyện Bình Chánh. Huyện Bình Chánh. Đi trên thành phố Hồ Chí Minh, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bạn nhìn thấy chỗ nào, quận huyện nào có đồng lúa, có vườn cây hoa màu? Em nghĩ là quận Thủ Đức. Quận Thủ Đức. Còn những huyện nào ở thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa hoặc hoa màu? Tôi nghĩ là quận 9. Tất cả các đáp án đều đúng, mời bạn.
Thế em nghĩ đó là huyện Củ Chi. Và huyện Củ Chi đó là đáp án được điểm cao nhất. 29 người đồng tình với bạn, mời bạn. Dạ, em nghĩ là quận 2. Quận huyện nào ở thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta có thể nhìn thấy được những cánh đồng lúa hoặc hoa màu? Quận 2. Đó là có khó với bạn ha. Đến bây giờ thì có trở thành khó chưa? Tất cả những cái đáp án chắc là khó. Còn 2 đáp án. À, em nghĩ là quận 12. Quận 12. Quận 12. Tôi thấy đâu có khó. À, theo tôi nghĩ là quận 8. Quận 8. Bạn nhìn thấy ở quận 8 có đồng lúa, có vườn cây hoa màu. Tôi cũng có thấy như bạn, nhưng mà chúng ta xem đáp án còn lại có đúng như là ý kiến của chúng ta hay không. Đáp án thứ 8. Không. Mời đội trưởng. À, thì em nghĩ đó là huyện Cần Giờ. Huyện Cần Giờ. Huyện Cần Giờ. Ông Tiến được quyền hội ý. Ở quận huyện nào trong thành phố Hồ Chí Minh bạn có thể thấy những cánh đồng lúa hoặc hoa màu? Em nghĩ là quận 7. Quận 7. Dạ. Chắc không? Dạ chắc. Sai hai lần rồi đó nha. Quận 7. Mời đội ông Tiến. Thấy những quận huyện nào thành phố Hồ Chí Minh có đồng lúa hoa màu? Cái anh đánh là quận Gò Vấp. Quận Gò Vấp. Ý kiến riêng của bạn hồi nãy là gì? Dạ cũng là quận Gò Vấp. Bạn? Dạ theo em đó là huyện Nhà Bè. Nhà Bè. Huyện Nhà Bè. Nhà Bè. Có 3 ý kiến mà 2 ý kiến cho là Nhà Bè, 1 ý kiến là Gò Vấp. Đội trưởng theo ý kiến của bạn trai. Tôi chọn huyện Nhà Bè. Cuối cùng thì đội quyết định là huyện Nhà Bè. Huyện Nhà Bè. Đáp án thứ 8. Nhà Bè. Chính xác. Chúc mừng các bạn ghi được 96 điểm trong câu hỏi này. Và sau đây chúng ta bước sang câu hỏi thứ 2 của vòng 1. Xin mời thành viên thứ 2 của hai đội. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc hai bạn may mắn. Câu hỏi thứ 2 được khảo sát 100 người và có 8 đáp án ở trên bảng. Đó là 8 ý kiến của nhiều người mà số điểm của mỗi đáp án cũng chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn sẵn sàng. Các bạn hãy kể những tỉnh, thành phố giáp biển ở nước ta mà bạn biết. Mời bạn. Ờ, Đà Nẵng. Đà Nẵng. Còn thành phố nào, tỉnh nào giáp biển ở nước ta? À, em nghĩ là thành phố Vũng Tàu. Vũng Tàu. Vũng Tàu gần hơn và nhiều người nghĩ đến nhất. Mời bạn trả lời ý kiến. Chúc mừng bạn. Tỉnh nào, thành phố nào ở nước ta có giáp biển? À, em nghĩ là Long Hải. Tỉnh Long Hải. Long Hải thuộc tỉnh nào? Bà Rịa Vũng Tàu. Đúng rồi, Bà Rịa Vũng Tàu đã có đáp án rồi. Và bạn hiểu vì sao bạn mất quyền. Mời bạn. À, em nghĩ là Khánh Hòa. Khánh Hòa. Tỉnh Khánh Hòa. Còn tỉnh nào ở nước ta có giáp với biển vậy bạn? Tỉnh và thành phố nào? Nghĩa là Hải Phòng. Hải Phòng, thành phố Hải Phòng. Câu hỏi này có lẽ không khó đâu, chỉ cần bình tĩnh nhớ một tí là được các bạn. Dạ, em nghĩ là tỉnh Kiên Giang. Tỉnh Kiên Giang. Dạ. Kiên Giang có biển thì ai cũng biết, nhưng mà có trên bảng này không? Kiên Giang. Kiên Giang có. Mời bạn đi. À, em nghĩ là Cà Mau. Cà Mau thì rất là nhiều biển, gần như là xung quanh đều là biển, phải không? Cà Mau. Vậy mà không có trên bảng đáp án của chúng ta. Xin mời đội ông Tím hội ý. À, mời bạn, bạn khác. Tỉnh nào, thành phố nào ở nước ta có giáp biển? À, theo em nghĩ là Hải Phòng. Bạn mất quyền trả lời. Và bây giờ xin mời đội ông Tím. Đội trưởng sẵn sàng nha, ý kiến riêng của bạn là gì? Dạ, ba đáp án đi các bạn. Tỉnh Bình Định vậy. Vừa rồi bạn trao đổi ý kiến gì? Dạ, theo em nghĩ đó là tỉnh Bình Thuận ạ. Bình Định, Bình Thuận, còn bạn đã nghĩ? Phan Thiết, Bình Thuận. Đội trưởng. Tôi chọn tỉnh Bình Định. Chọn tỉnh Bình Định, một tỉnh hoặc thành phố ở nước ta có giáp biển. Đội
ông Tiếm quyết định là Bình Định. Bình Định. Sao các bạn lại không tự tin như vậy? Các bạn rất hay mà các bạn không tự tin như thế. Các bạn đã ghi được 89 điểm trong câu hỏi này. Bình Định, Quy Nhơn là tỉnh có biển, ai cũng biết. Và xin mời quý vị và các bạn theo dõi hai đáp án còn lại trên bảng. Theo ý kiến của nhiều người mà chúng tôi khảo sát, đó là tỉnh thành phố nào có giáp biển. Đáp án thứ ba. Các bạn rất hay. Và bây giờ đến lượt thử lại Tứ Diệp Thảo lần nữa xem nào. Đâu, các bạn đoán thử đáp án thứ năm là gì? Em nghĩ Quảng Ninh. Quảng Ninh. Dạ. Đáp án thứ năm phải là Quảng Ninh không nào? Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc vòng thứ nhất, đội Tứ Diệp Thảo của chúng ta tạm thời chưa ghi được điểm và dẫn trước là ông Tiến 185 điểm. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ hai của trò chơi chung sức với sự bắt đầu của thành viên thứ ba của hai đội. Xin mời. Mời hai bạn bắt tay nhau. Chúc cả hai may mắn. Ở vòng 2 này chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 8 câu trả lời của nhiều người đang ở trên bảng. Đó là 8 đáp án mà số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó. Các bạn sẵn sàng nhé. Hai bạn thử cho biết tên của một quốc gia ở Nam Á. Mời bạn. Dạ, theo em nghĩ đó là Ấn Độ ạ. Ấn Độ. Mời hai bạn trở về vị trí. Anh thôi mình nhanh nè. Dạ bạn. Một quốc gia Nam Á. Dạ là Sri Lanka. Sri Lanka. Hay quá. Đội trưởng, một quốc gia ở Nam Á, bạn biết đó là nước nào không? Tôi nghĩ là Pakistan. Pakistan. Đúng luôn. Mời bạn Ngọc Thân. Nước ở Nam Á. Iran. Iran. Bạn cho rằng Iran Trung Đông ở Nam Á. Phải. Iran. Iran không phải Nam Á. Mời bạn. Theo em nghĩ đó là Uzbekistan ạ. Uzbekistan. Tứ Diệp Thảo được quyền hội ý. Nào, một quốc gia ở Nam Á. Bạn cố gắng nha. Hồi nãy giờ đồng đội của bạn đi qua tới Trung Đông rồi tới là Trung Á. À, theo em là Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Một quốc gia ở Nam Á, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Mời đội Tứ Diệp Thảo. Các bạn có đáp án chưa? Dạ, có rồi ạ. Ý kiến riêng của bạn vừa rồi bạn trao đổi là gì đó? Nepal. Nepal của bạn? Nepal. Nepal. Em nghĩ là Bangladesh. Bangladesh. Dạ. Yeah. Đội trưởng, bạn chọn đi. Và đội của em sẽ chọn là Bangladesh. Bangladesh. Một quốc gia ở Nam Á. Chúng ta còn 5 đáp án nữa, nhưng mà chỉ một đáp án để ghi điểm thôi. Xác suất sẽ rất là dễ cho đội Diệp Thảo. Và chúng ta xem đáp án của các bạn có ghi được điểm hay không. Một quốc gia Nam Á, Bangladesh. Chính xác, 66 điểm dành cho đội Tứ Diệp Thảo. Mời các bạn xem. Mời các bạn xem Iran với lại là gì đó. Iran với Thổ Nhĩ Kỳ. Afghanistan. Các bạn sẽ nghe là Nam Á nè. Các bạn đi xa quá. Đáp án thứ hai. Hai ý kiến của đội Tứ Diệp Thảo đều đúng cả. Đáp án thứ năm. Sáu. Bảy. Maldives. Và thưa quý vị và các bạn, sau vòng thứ hai, Tứ Diệp Thảo của chúng ta ghi được 66 điểm. Dẫn trước là ông Tiến 185 điểm. Rồi chơi chung sức của chúng ta bước sang vòng thứ ba. Xin mời thành viên thứ tư của hai đội bắt đầu. Xin mời. Mời bạn bắt tay nhau. May mắn. Ở vòng này vẫn chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khám sát 100 người. Có 6 đáp án đang trên bảng. Đó là 6 ý kiến của nhiều người mà số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Nhưng mà
Vòng này thì điểm cao hơn. Đúng rồi, bạn rất rành về luật trò chơi chung sức. Đây là vòng có điểm nhân 2, các bạn cố gắng giành lấy số điểm cao của vòng này nhé. Các bạn hãy kể tên một vùng biển hoặc bờ biển nổi tiếng thế giới mà bạn biết. Hawaii. Hawaii. Quá hay, mời hai bạn trở về vị trí. Quý vị Thảo, mời trước. Em nghĩ là Miami. Miami. Bạn hãy kể tên một vùng biển hoặc một bãi biển nổi tiếng thế giới mà bạn biết. Em nghĩ là Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Ông tiếp được quyền hội ý. Bạn hãy kể tên một vùng biển hoặc một bãi biển nổi tiếng trên thế giới. Thì với câu hỏi này các bạn hãy hướng suy nghĩ về một cái địa danh du lịch hơn là một cái vị trí địa lý chính trị nào thôi. Em nghĩ là biển chết. Biển chết. Biển chết. Một vùng biển hoặc một bãi biển nổi tiếng trên thế giới bạn biết đó. Bạn trả lời là biển chết. Quá hay. Quá hay, tôi cũng không nghĩ rằng là có đáp án này trên bảng. Bạn rất hay, mời bạn. Theo tôi nghĩ là Dubai. Bạn nói Dubai. Dubai. Bạn trả lời là Dubai. Hai luôn. Ông Tiêu. Một vùng biển hoặc một bờ biển nổi tiếng trên thế giới mà bạn biết. Bạn vừa rồi bạn đã trao đổi ý kiến gì với đội của mình? Dạ em lấy ý kiến là bờ biển Phuket ở Thái Lan. Phuket. Theo em nghĩ đó là Hạ Long ạ. Hạ Long. Hạ Long. Hạ Long. Tôi nghĩ là Hạ Long. Hạ Long. Hạ Long nổi tiếng quá đi. Nhưng mà chúng ta cũng không biết là có trên bảng không. Nhiều khi có những sự bất ngờ ở trên bảng. Chẳng hạn như là đáp án biển chết vừa rồi rất nổi tiếng. Nhưng mà tôi, bản thân tôi nghĩ là ít người nghĩ đến nhưng mà lại có. Bây giờ là có những cái đáp án mà rất là nhiều người biết nhưng mà là trên bảng đôi khi là không có. Chúng ta xem. Hạ Long có không? Có. Chúc mừng các bạn. Các bạn ghi được 102 điểm trong vòng này. Và xin mời quý vị và các bạn theo dõi các đáp án còn lại trên bảng. 3 bờ biển, 3 vùng biển, 3 bãi biển nổi tiếng trên thế giới đó là gì? Còn lại đáp án thứ 2. Đáp án 4. Nha Trang cũng nổi tiếng trên thế giới. Và còn lại một đáp án thứ 5. Các bạn Tứ Diệp Thảo thử đoán cho vui. Bạn nghĩ rằng đó là Phuket. Phuket. Phải Phuket không đáp án nào? Hoàn tất. Kết thúc vòng thứ 3. Đội Tứ Diệp Thảo của chúng ta vẫn 66 điểm. Và ông Tiến 287 điểm. Chúc mừng các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức của chúng ta bước sang vòng rất quan trọng giữa hai đội trong hôm nay. Đó là vòng sẽ quyết định đội nào là đội bước vào vòng đặc biệt, đội nào là đội chiến thắng và số giải thưởng của các bạn trị giá bao nhiêu. Vòng thứ tư sẽ được bắt đầu. Xin mời hai đội trưởng một lần nữa. Mời hai bạn có tay nhau một lần nữa nào. Chúc hai bạn may mắn. Ở vòng này vẫn chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 6 đáp án đang trên bảng, đó là 6 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án mình chính là số người đồng tình với nó. Nhưng nhân 3, đúng rồi, điểm nhân 3. Các bạn cố gắng nhé. Tối đa ở vòng này có thể đạt đến 300 điểm. Và nếu các bạn giành được điều số điểm đó thì giải thưởng sẽ rất lớn. Giải thưởng sẽ rất lớn nhé. Ngoài quảng trường Ba Đình ở Việt Nam thì bạn hãy kể tên một quảng trường khác nổi tiếng trên thế giới. Quảng trường đỏ. Quảng trường đỏ. Mời hai bạn trở về vị trí. Quảng trường nào là một quảng trường nổi tiếng trên thế giới? Trừ quảng trường Ba Đình ra, không kể tới quảng trường Ba Đình. Bởi vì nó quá nổi tiếng đối với chúng ta rồi, không cần kể nữa nào. Quảng trường đỏ ở Nga, ở còn bây giờ là quảng trường gì nữa? Bạn mất quyền trả lời, xin mời bạn Hoàng My. Dạ, theo em nghĩ đó là quảng trường tự do ạ. Quảng trường tự do.
Không có. Mời đội tứ diệp thảo hội ý. Mời bạn. Một quảng trường nổi tiếng trên thế giới mà bạn biết đó là gì, trừ quảng trường Ba Đình ra. Trừ quảng trường Ba Đình. Bạn có quyền trả lời luôn. Và như vậy thì xin mời tứ diệp thảo. Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi. Các bạn chỉ được trả lời một đáp án để ghi điểm thôi. Và như vậy thì nếu các bạn đáp đúng thì còn lại tới 4 đáp án trên bảng. Có nghĩa là các bạn mất đi rất nhiều điểm trong vòng này. Rất là tiếc cho các bạn. Nhưng mà dù sao các bạn cố gắng đáp đúng nhé. Quảng trường Time. Quảng trường Time. Time. Quảng trường Time ở đâu? Không nhớ. Không nhớ. Không nhớ. Bên kia thì nhớ là quảng trường tự do ở Mỹ. Ở đây quảng trường Time. Không nhớ ở đâu. Ở Mỹ với đâu. Nào mời bạn. Dạ cũng là quảng trường Time. Quảng trường Time. Em nghĩ là quảng trường Time. Quảng trường Time. Nhưng đội trưởng sẽ chọn quảng trường Trafalgar anh. Đội trưởng đội tứ Diệp Thảo là một người rất là mạnh mẽ. Trước áp lực của 3 ý kiến là quảng trường Time, đội trưởng quyết định chọn Trafalgar ở Anh. Và chúng ta xem đáp án này sẽ đem điểm đến cho ai. Điểm số thuộc về ai với quảng trường Trafalgar? Oh, 201 điểm thuộc về tứ Diệp Thảo. Đáp án thứ hai là gì vậy? Dạ, hồi nãy quảng trường Time thì ở Mỹ anh. Quảng trường Time. Đáp án thứ hai. Thiên An Môn. Đáp án thứ ba. Quảng trường Cộng Hòa. Quảng trường Cộng Hòa ở đâu? Pháp. Pháp. Mời bạn đón thử đáp án thứ tư. Quảng trường Tokyo anh. Quảng trường Tokyo. Em tự nghĩ ra. Phải quảng trường Tokyo không? Quảng trường thời đại, đó là quảng trường Time. Đáp án thứ năm là gì? Quảng trường... Không biết. Không biết. Nói luôn, đáp án thứ năm. Venice ở Ý. Thưa quý vị và các bạn, 4 vòng thi đấu đã trôi qua và chúng ta đã biết được ai là đội chiến thắng. Ai? Đội nào là đội chiến thắng? Đó là ông Tiêu. 287 điểm, chúc mừng các bạn. Các bạn tuy không chiến thắng nhưng mà các bạn cũng có một cái kết quả, một số điểm cũng xích sao với đội chiến thắng, đúng không? Xích sao với ông Tiến, các bạn có 267 điểm, ít hơn bên kia 20 điểm thôi. Phần thưởng của các bạn là 2.670.000 đồng và mỗi người một phần quà trong nhà tài trợ Vitamil. Cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn nhận quà. Đội chiến thắng với số điểm là 287 điểm và giải thưởng của các bạn đang có là 2.870.000 đồng. Ngoài ra 10 triệu đồng đã chờ các bạn ở vòng đặc biệt nữa. Các bạn sẽ cử 2 thành viên đến vòng đặc biệt. Và bây giờ xin mời các bạn nhận phần quà của nhà tài trợ Vinamilk, rồi sau đó các bạn cử 2 thành viên vào vòng đặc biệt.